Xin chào tất cả các bác, hiện tại bây giờ em đang vào Cần Thơ để thi công công trình Ba Bia. Và hôm nọ em có quay clip các bác cùng xem. Đây, hiện tại em đang ở trong Cần Thơ, đang nhận mặt bằng. Đây là phần điện MySco vào đây. Xin chào tất cả các bác. Hiện tại trước mặt các bác đây đó chính là quán Orange Land 51, nằm ở đường Hồ Bún Sáng, phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Và hiện tại trong ngày hôm nay thì bên em vào để thi công hệ thống giá treo cũng như là DJ loa trong ngày hôm nay. Và toàn bộ hàng loa thì sẽ được vào trong chiều ngày hôm nay và ngày mai bắt đầu lên âm thanh. Và điều đặc biệt trong quán Orange Land này đó chính là vào ngày 20 tháng 12 sẽ khai trương trong khoảng thời gian này. Nếu như các bác nào ở Cần Thơ thì có thể đến Orange Land để trải nghiệm hệ thống âm thanh cũng như toàn bộ mô hình mà chủ đầu tư đầu tư rất là tới tầm đẳng cấp. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng phải xịn. Và em đi làm rất nhiều công trình rồi nhưng mà chưa gặp công trình nào như công trình này. Là chủ đầu tư thì rất chịu đầu tư, làm không đẹp là lại dỡ xuống, lại làm lại toàn bộ hệ thống nội thất cũng như là cây cỏ trong Orange Land 51 thì luôn chủ đầu tư làm rất tỉ mỉ và gọi là rất đầu tư, không tiếc một cái gì cả. Và chủ đầu tư nói với em rằng tất cả bạn của V27 đến thì sẽ được giảm bill hóa đơn 5-10%. Nên khi các bác đến ăn nhậu tại Orange Land 51 thì khi thanh toán thì các bác sẽ nói rằng là viết vào hóa đơn đó chính là bạn của V27 thì ngay lập tức sẽ được giảm 5-10% các bác nhé. Nên các bác nào ở miền Tây cũng như ở miền Nam thì có thể đến trải nghiệm Orange Land 51 ở đường Hồ Bún Sáng, An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ. Và trong buổi tối ngày 20 tháng 12 này thì sẽ có rất nhiều ca sĩ như Chu Thúy Quỳnh với cả là rất nhiều DJ đang có mặt rất hot ở trong chương trình này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào thi công luôn giá treo cho kịp giờ các bác nhé. Đây, việc đầu tiên của anh em đó chính là đi toàn bộ hệ thống dây và ống ruột gà. Đây, hiện tại anh em đang buông toàn bộ dây loa vào trong ống ruột gà. Đây, và sau khi luồn xong thì toàn bộ sẽ được chạy mem theo mét này để xuống các hệ thống loa với súp ở phần dưới này. Ở đây bên em sử dụng hai loại dây, một loại dây dành cho full và một loại dây dành cho súp. Như bình thường ở công trình khác thì dây sẽ dùng chung, dây dùng cho full và cho súp khác nhau, giống nhau. Nhưng bên em thì sử dụng là hai dây, dây full và dây súp khác nhau. Dây súp thì có 3 sợi turbo bên trong đặc biệt để búp được tiếng súp lên. Nó không giống như các loại dây loa bình thường. Ok, anh em bắt đầu lên mái để buông dây. Đây là subwoofer và delay, hai delay cuối cùng. Rồi, dây đã buông xong. Rồi, đã xong dây full, còn tiếp tục là dây sub. Rồi, quay phim anh xem à, xem ở trên đấy nó là cái gì đấy. Dàn cuối cùng đã xong. Anh em đang bó rất gọn gàng. Đây, phần dây loa đang buông. Ở đây phần âm ly chúng ta sẽ được ở bục sân khấu. Nên toàn bộ dây sẽ được chạy vào trong phần sân khấu này. Tiếp tục vẫn là buông dây. Đây là chiếc dàn main chính ở sân khấu.
Rồi, mọi thứ đang rất là được tăng tốc. Hôm nay là ngày 18 rồi. Ngày 19, 20 là chúng ta khai trương rồi. Đây chính là phần điện 3 pha đầu vào. Bên em sẽ lấy 2 pha. Tưởng là dây ống nước trôi dây này à? Dây này. Ok. Tiếp tục là dàn chính và dàn relay thứ nhất. Đây, anh em đang buông dây này. Toàn bộ dây đi vào ống ruột gà hết. Dây này là dây đặc biệt. Trong nó có sợi to đùng chuyên đánh súc. Đây các bác nhìn có thể là rất hỗn độn, nhưng một lát nữa thì đâu sẽ vào đấy, rất gọn gàng. Đây, toàn bộ dây loa. Rồi, dối tựa lừa rồi. Đây là phía sau sân gấu. Đây, từ bảng điện 3 pha này, chúng ta sẽ lấy 2 pha vào. Đó, và dây loa kia. Ly cà phê sữa Cần Thơ to đùng. Đây, hình ảnh các bác vừa xem đó là anh em đang ở trên mái. Đó, và dây đã được buông hết rồi. Và bắt đầu chúng ta bắt đầu vào tủ máy. Đây, những chiếc dây cuối cùng đã được vào. Đây. Sau đó tập kết toàn bộ đây. Dây đây sẽ được xuyên thủng vào đây và đưa vào gầm phía sân khấu. Đây, các bác nhìn rất bừa bộn, nhưng một lát nữa các bác sẽ thấy rằng rất gọn gàng. Đây, phần dây đã xong. Bây giờ sẽ cắt và đánh dấu vị trí của từng loa. Đây chính là dây xúc của dàn main. Đây, anh em đang đóng nẹp hộp để đưa toàn bộ hệ thống dây loa này đi vào hộp này, để nó không có lò thò như thế này. Tất cả được đưa vào hộp hết. Cắt hết gen đi nhá, cắt hết gen rồi đúng không? Đó, toàn bộ đưa vào hộp. Rồi xem thẳng chưa? Đây vướng này. Rồi xem thẳng chưa đã? Đó, toàn bộ đống dây này đưa vào hộp này thì rất là gọn gàng. Đó, anh em ở trên kia đang tỉa hết lại cho vào hộp. Đấy, ngon luôn. Vừa không? Vừa đủ hộp luôn đúng không? Vừa đủ hộp luôn à? Úi dồi ôi, mua cái hộp vừa khít luôn. Vừa khít dây. Vừa đẹp. Trong cái phần đầu em ôm lại thêm một cái dây thít nữa nhá. Cái phần đầu đấy. Không, phần trên, ở đấy, trên đấy đấy. Dưới đấy, cái cụm đấy, cụm giao thoa, đấy, ok, đấy, cái cụm đấy bỏ bó lại. Mỡ hỗn độn trên trường. Đây, đầu dây đã được ra. Đây, các bác có thể thấy dây rất gọn gàng. Đó, nó thành một cuộn luôn. Rất đẹp. À, đây, ống về rồi đúng không anh? Vừa đổi ống rồi đúng không anh? Đây, đang cắt rồi đây. Anh em đang bó nốt dây cho gọn gàng. Toàn bộ dây bên em đã đi xong,
và bây giờ là đang bó dây gọn gàng đây. Đây, chiếc giá đầu tiên đã xong, quá đẹp. Toàn bộ này phân em đã tính toán sẵn ở công ty nên đến đây không phải khoan gì cả và phát ăn luôn. Ở cuối cùng thì hàng từ Hà Nội đã vào đến Cần Thơ. Bây giờ anh em bắt đầu ra dỡ hàng. Đây chính là phần tủ máy đã được lắp ráp tại Hà Nội. Đây là subwoofer. Cho hai cái một cho đỡ nhanh. Ở đây chúng ta phải có 8 sub và 22 full. Xe bị móp méo gì không? Đây, bên em giải đúng vị trí luôn. Đây, chia từng các vị trí luôn. Đây, toàn bộ thiết bị. Đây là toàn bộ phần tủ máy mà bên em đã làm sẵn ở Hà Nội. Toàn bộ phần tủ máy đã làm sẵn Hà Nội. Những chiếc loa đầu tiên đã được khui thùng. Đây là một dòng sản phẩm rất đặc biệt. Tháng 6 năm 2024 sẽ ra mắt chính thức thị trường Việt Nam. Nhưng em có thể nhá hình grab một chút. Toàn bộ dòng sản phẩm này thì toàn bộ linh kiện được nhập khẩu 100% từ châu Âu. Đó, và tí đã lên âm thanh để các bác cùng cảm nhận. Vâng. Đây là toàn bộ phần giá treo. Các bác có thể xem rất là đẹp đúng không? Toàn bộ dòng sản phẩm này là đi theo dòng sản phẩm loa này. Toàn bộ đây chính là nước sơn rất cao cấp Polyera 5 lớp chống nước. Nước sơn rất đẹp. Rồi đây chúng ta sẽ bắt vào cái giá này luôn. Giá này được Pisa thiết kế rất đẹp. Đây, mọi thứ đang rất là tăng tốc. Chúng ta sẽ có 6 vị trí sử dụng loa thôi. Đây, anh em đang bắt đầu đấu dây loa. Đây là các vị trí đấu súc. Chúng ta sử dụng rắc New Trick Xịn. Nguyên một cái rắc này là hơn 100.000. Đây, đây là phần súc delay. Đấy, anh em đi quên mất đồ, may ở cạnh cửa hàng có cửa hàng xe máy. Quá ngon. Mọi thứ đang rất là tấp nập. Đây chính là phần liên kết đáy của loa. Các bác có thể xem loa rất đẹp đúng không? Đây là phần liên kết đáy để khiến cho loa rằng và gia cố được chắc chắn hơn. À, xin mời các bác xem loa xếp rất đẹp. Tại vì tí nữa thì đội media sẽ quay phim nên bên em dàn ra cho hoành tráng tí. Phần giá treo đầu tiên đã được lên.
Với phương pháp khác thì sẽ là giá cùng loa, nhưng ở đây thì chúng ta giá lên trước bởi vì chúng ta có cái ngoàm này. Ở trên kia chúng ta đang quay phim nên chúng ta sẽ làm con dưới đây trước. Bắt đầu lên đèn rất đẹp. Tiếc rằng âm thanh không chạy đua được với nội thất và bếp nên là âm thanh sẽ không lên được bây giờ, mai mới lên được. Đây chính là chiếc súp woofer đầu tiên. Toàn bộ linh kiện trong sản phẩm này được nhập khẩu 100% từ Italy. Ôi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp. Trời ơi nó đẹp. Hôm nay là chuẩn bị cho khai trương lên media mạnh quá. Đầu tư hệ thống media quá khủng khiếp. Đội media đã xong. Và bây giờ anh em bắt đầu vào tiến hành treo loa. Đã nhận được hàng chị Nhi ơi. Rồi và bây giờ đội media đã hoàn thành xong. Và bây giờ bên em bắt đầu quá trình lắp đặt. Các bác có thể nhìn bàn DJ. Các bác nhìn bàn DJ này thôi thì có thể biết được rằng là độ chịu chơi của chủ đầu tư. Trời ơi. Ok. Rồi, chiếc giá đã được tính toán trước ở công ty rất chính xác. Đó, ăn luôn. Ok, lên loa nào. Chưa lên nhạc, chưa có loa mà đã vui như thế này rồi. Công nhận là người miền Nam rất là vui. Chưa có nhạc, chưa có loa đấy. Rồi, ta lên loa nào. Đây, lên rồi, lên rồi. Đây ra delay cuối cùng. Bên em sẽ lắp từ dưới lắp lên. Đang quẩy thì gãy nhạc. Hay quá. Giá treo quá đẹp luôn. Quá đẹp và xịn. À, đừng em ơi. Set up xong thì từ từ nhá. Đây, hai dàn giật cuối cùng. À, buổi tối ngày hôm nay thì bên em chỉ chốt lên thôi, còn mai bắt đầu mình chốt góc. Ok, xong hai dàn delay và tiếp tục ở chỗ phần vị trí này thì chúng ta sẽ là đánh đôi. Đây là phần giá rất là chắc chắn. Rồi bây giờ anh em bắt đầu lên loa đôi. Trong khi mọi người đang quẩy, bên em phải tăng tốc để ngày mai khai trương rồi. Đây là hai chiếc monitor và giá treo đôi. Đây đã xong. Dàn main rất đẹp. Đây anh em sẽ chốt luôn. Rất đẹp đúng không ạ? Đây là dàn main đầu tiên. Anh em đã xong rồi. Đó. Toàn bộ dàn dưới cùng kia thò có thấy không? Quá đẹp luôn. Đúng rồi, thì khi đó em chỉnh được theo ý của em. Đó, phải ưu ái DJ chứ. Tiếp tục đến monitor cho DJ. Quá đỉnh. Chất quá. Quá đẹp. Đẹp quá.
Tiếp tục là dàn delay thứ nhất. Đây, vừa dàn toàn bộ đống này ra để chụp ảnh. Bây giờ bóc từng cái một để treo đây. Rất đẹp đúng không ạ? Tiếp tục dàn delay tiếp theo. Tiếp tục dàn delay tiếp theo. Đã xong rồi.